rồi. Đây em gửi anh một số cái cây nhá. Cây chanh ta, cây chanh mà lá rất là thơm ý, ăn quả, ăn lá ấy, và có quả nhiều đấy. Thì là cây này. Còn bên ngay bên cạnh đấy là cây chanh tứ quý nha anh nhá. Chanh tứ quý đây là chanh bốn mùa, có nghĩa là mấy cả cái loại này là loại kiểu siêu siêu quả đấy anh ạ. Nên là anh nhìn cái lá nó cũng có sự khác nhau một chút. Nữa là anh nhìn cái cây chanh ta năm nay nhà em cực kỳ sai đúng không? Đấy, sai lắm. Đấy. Cây chiều cao của cây ạ. Trong cái chậu này, đường kính của chậu, chậu này khá to anh ạ. 1 2 tầm chậu này là chậu tầm 50, đường kính 50. Còn đâu cái chiều cao của cây ạ? 1 2 3 4 là 80 cm. Đường kính tán của nó cũng phải tầm được 80 nhanh nhá. Em quay tứ phía bốn bề anh xem. Cây này đẹp anh ạ. Rất đẹp luôn ấy. Đấy. Thế còn cây bên cạnh thì là cây chanh tứ quý ạ. Anh thích cây nào hoặc là theo em nếu mà nhà rộng và có điều kiện nữa thì thôi, sắm lấy hai cây, một cây chuyên để ăn quả. Còn cái cây để vừa ăn quả được nhưng mà lá của nó thì sẽ thơm ngon hơn so với là lá chanh tứ quý. Mặc dù bây giờ thì lá chanh tứ quý cũng thơm đấy, chứ không phải là không mùi không vị đâu, nhưng mà nói gì thì nói, nếu mà so về độ thơm của lá thì không thể là bằng chanh ta được. Anh ưng cây nào thì anh báo em nhé. Còn đâu cây chanh ta thì chỉ có một lựa chọn thôi ạ, không có cây thứ hai để lựa chọn. Còn cây chanh tứ quý thì em quay cho anh thêm mấy cái cây nữa. Đây, em có hai cái chậu nữa. Cái chậu này cũng xinh cũng đẹp anh ạ. Tùy anh thôi, anh ưng cái chậu nào thì em gửi chính xác cái chậu đấy cho anh. Quả sai không ạ? Chùm chùm như này cơ mà, rất là nhiều quả. 0977973535 ạ. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua các cây chanh thì ủng hộ giúp cho nhà mình nhá. Đăng này. Cảm ơn các bạn ạ.